Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website phaluandafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn. Và quý vị cũng có thể bấm vào YouTube để tìm chủ đề những người tu luyện Pháp Luân Công đã có lợi như thế nào về thân lẫn tâm của họ. Và quý vị cũng có thể gọi cho Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Tiếp đến, Phương Thanh mời quý vị ủng hộ cho báo Epoch Times tiếng Việt. Đây là một tờ báo rất trung thực và phục vụ độc giả đúng với tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Xin quý vị gọi cho cô Thảo 714-450-0212, 714-450-0212. Phương Thanh xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và Phương Thanh gửi đến quý vị một bản tin. Bà Julia Ledlow đã thắng chức dân biểu Quốc hội liên bang ở Louisiana, thay thế của chồng bà là dân biểu Luke Ledlow đã mất vì bệnh COVID. Và thưa quý vị, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Julia Ledlow đã thắng cuộc bầu cử đặc biệt vào thứ Bảy 20 tháng 3 năm 2021 tại tiểu bang Louisiana để chám chỗ ghế dân biểu của người chồng quá cố đã qua đời vào tháng 12 vì bệnh COVID. Có thể thấy trong bản ảnh bà rất đẹp. Bà đã được 62% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử đặc biệt với 12 ứng cử viên, gồm có 9 Cộng Hòa và 3 Dân Chủ. Bà không cần phải qua bầu cử vòng 2 vì đã vượt quá 50%. Chiến thắng của bà Ledlow nâng số phụ nữ đảng dân biểu Đảng Cộng Hòa trong Hạ viện Quốc hội Liên bang là 31 người, một sự thay đổi khác thường so với chu kỳ Quốc hội trước chỉ có 13 người thôi. Cựu Tổng thống Donald Trump đã yểm trợ cho bà. Bà cũng được hỗ trợ bởi Quỹ Hành động vì Phụ nữ, huy động được hơn 680.000 Mỹ Kim. Vào cuối tháng 2, không có ứng cử viên nào khác gây quỹ được hơn 70.000 Mỹ Kim cả. Ledlow có bằng tiến sĩ truyền thông từ Đại học Nam Florida, hiện là giám đốc điều hành Đại học Louisiana Monroe. Chồng bà là cố dân biểu Luke Ledlow đắc cử ngày 3 tháng 11 năm 2020, nhưng đã chết vào tháng 12 khi bị COVID-19 trước khi ông tuyên thệ. Bà nói khi tranh cử rằng mặc dù tôi đã mất Luke thật là kinh hoàng, nhưng tôi nghĩ có thể hai sự việc đến cùng một lúc, một người có thể đầy đau buồn trong khi vẫn có hy vọng cho tương lai. Quận hạt bầu cử của bà phía đông bắc tiểu bang Louisiana gồm các thành phố Monroe và Alexandria. Bà Ledlow đã vận động với chủ đề duy trì các giá trị bảo thủ của Cơ Đốc giáo, bảo vệ trẻ em chưa sinh cũng như quyền được mang vũ khí. Vào năm 2020, có 11 nữ dân biểu đương nhiệm Đảng Cộng Hòa đều thắng cử, cộng thêm 19 nữ thành viên mới. Hai chức vụ dân biểu Hạ viện cuối cùng, phần thắng đều thuộc về phụ nữ Đảng Cộng Hòa là dân biểu Gloria Tenney và bà Marianette Miller-Mick ở Iowa. Sau khi bà tuyên thệ nhậm chức, Hạ viện Mỹ sẽ có 212 thành viên Cộng Hòa và 220 thành viên Dân Chủ với 3 vị trí còn trống nữa. Ở New Mexico, Ohio và Texas cũng sẽ tổ chức các sự kiện đặc biệt trong năm nay để bổ túc các ghế trống do tân Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland, Bộ trưởng Hope Marcia Fields và cố dân biểu Ron Wright của Texas mới chết vì COVID để lại. Người vợ quá của Wright là bà Susan Wright đang tranh cử cho chiếc ghế dân biểu của chồng mình cùng với hơn 20 ứng cử viên khác nữa. Bản tin này viết theo Politico. Và thưa quý vị, cái điều quan trọng ở trong cái bản tin này, chúng ta để ý tới là bà này được Tổng thống Trump ủng hộ. Và quý vị thấy trong cái thời gian 4 năm vừa qua, Tổng thống Trump ủng hộ người nào là người đó đắc cử. Và nhất là sau này, cái thời gian này là thời gian đầu tiên Tổng thống Trump lên tiếng ủng hộ. Xin lỗi, không phải một bà này mà có cả bà Sarah Sanders nữa, thì bà là ứng cử vào thống đốc của Arkansas. Tổng thống cũng đã ủng hộ cho bà. Rồi đến bà dân biểu này, Tổng thống cũng đã ủng hộ và đã đắc cử rồi. Bà Sarah Sanders thì bà sẽ ứng cử thống đốc trong vào năm 2022 chắc. Thành thử mình mới thấy được là bây giờ trước sự ủng hộ của những người dân đối với Tổng thống Trump rất cao. Có nghĩa là họ tin tưởng Tổng thống và họ sẽ ủng hộ những người nào mà có cái khuynh hướng là MAGA đó, là ủng hộ Tổng thống Trump thì họ cũng sẽ ủng hộ. Bởi vì quý vị biết sao, họ vẫn hy vọng ngày Tổng thống trở lại, ngày Tổng thống Trump trở lại. Bởi vì ai cũng nghĩ giống như nhau, vì không phải là chỉ vì
thương quý Tổng thống Trump đâu, nhưng mà thực sự rất mong một người như ông mới có thể lèo lái con thuyền quốc gia này cho nó có thể vững mạnh và có thể trở lại mạnh mẽ trở lại giống như 4 năm của Tổng thống tại vị. Ai cũng mong như vậy cả. Và mình nhìn đất nước như thế này, với những sự khủng hoảng ở biên giới hiện nay, cả triệu 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 người, mà những cái dân chúng ở các nước Mỹ, các nước khác nó ào ạt nó đổ về Mỹ, bây giờ nó bỏ luôn cả nước đất nước, nó đi hết cả một đất nước sang Mỹ cũng nó cũng chịu đi nữa, chứ đừng nói chi là chỉ có vài trăm ngàn người hay là vài triệu người hay là vài chục triệu người. Vương Thanh thấy là cái chính sách của Joe Biden phải nói, bởi vậy cho nên giao một đất nước mà cỡ mà gọi là siêu cường quốc như thế này vào tay một người bất tài vô tướng, thực sự Vương Thanh nghĩ ở trong cái cuộc mà gọi là tranh đấu kỳ vừa qua, tranh giành cái chức tổng thống để mà vào tòa Bạch Ốc, không phải là một cái sự tranh đấu của đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ hay là cá nhân ông Trump với là cá nhân ông Joe Biden, mà đây đó là cả là một vấn đề phải nói là một âm mưu, và có những cái thế lực nó là muốn khuynh đảo nước Mỹ và muốn tiêu diệt nước Mỹ nữa. Cho nên chúng ta mới thấy được bản thân của ông Joe Biden, rõ ràng bây giờ mình thấy là ông ấy đang bị lợi dụng và ông đang bị sai khiến. Một tổng thống của nước Mỹ mà lại không có chủ, không có tự quyền, không có một cái chủ kiến gì hết, mà bệnh hoạn của ông ấy là đó là mình không ai trách ông là ông bị cái bệnh lú lẫn này, tại vì đó là bệnh, căn bệnh của người ta mình không có nói tới, nhưng mà đảng Dân chủ cũng như các thế lực ngầm họ đã lợi dụng Joe Biden để mà khuynh đảo nước Mỹ này, thì chúng ta vấn đề này phải bàn tới, tại vì nó liên quan tới rất nhiều, không phải chỉ riêng nước Mỹ thôi, mà làm tổng thống nước Mỹ thì coi như là ảnh hưởng luôn, là ảnh hưởng đến cả thế giới luôn. Chưa bao giờ chúng ta thấy một đất nước mà nó có thể tệ hại, mà nó có thể xuống đến như thế này. Như quý vị thấy là ông Joe Biden hiện nay, chúng ta không cần phải nói nhiều, không dám đi tới đâu, không dám làm gì cả. Vấn đề ngoại giao, vấn đề mà đối ngoại thì đồng minh với lại kẻ thù như cái đất coi chẳng ra gì. Nước Mỹ bây giờ giống như là nó xuống cấp một cách cùng cực, không còn gì để nói nữa rồi. Chưa bao giờ mà tàn tệ như vậy. Trong khi đối nội thì be bét hết, không, cái là không có người tài gì hết. Chúng ta thấy tất cả mọi chuyện bây giờ, thấy những người mà hò hét, kêu gào, rồi chửi bới cái thời phê bình quá chừng cái thời Tổng thống Trump, bây giờ họ im đâu hết rồi, họ rút vào chỗ nào họ ở cũng chẳng biết nữa. Bây giờ không có nước Mỹ này, Phương Thanh cũng chẳng hiểu là bây giờ nó vận hành như thế nào nữa. Mà cho nên cái lòng của chúng ta vẫn mong muốn, và có những tin cũng khởi sắc lắm. Và Tổng thống Trump, khi mà quý vị thấy Tổng thống Trump sẽ có một cái trang mạng mới, thì rất nhiều người đang trông chờ, tại vì đó là người ta mỗi một ngày, mỗi ngày theo thói quen 4 năm vừa qua, họ đều muốn nghe được Tổng thống nói gì, muốn nghe được ông ý kiến ông ra sao, mà nhất là đất nước trong cái giai đoạn suy thoái như thế này. Mình không cần ông phải làm Tổng thống nữa, nhưng mà những cái trang mạng đó để chúng ta hiểu được là Tổng thống đang nghĩ gì về đất nước này. Và Phương Thanh không nghĩ là Tổng thống Trump sẽ bỏ, nghĩa là ông ấy quay lưng hoặc là ông bỏ rơi đất nước này đâu. Một vị tổng thống 4 năm lãnh có 4 đồng bạc thôi, gia tài thì mất, nghĩa là gần hết rồi. Mà bây giờ, nhưng mà ông nói là ông không sao. Đối với ông rất là yêu cái công việc đó và rất yêu đất nước này. Cho nên ở đâu ra mà tìm được một vị tổng thống vì dân vì nước như vậy nữa. Và không chỉ có gọi là chúng ta yêu thương tổng thống đâu, mà những cái bây giờ dân chúng ở các nước khác, những vị nguyên thủ quốc gia mà những người mà họ muốn bảo vệ đất nước của họ, họ cũng rất mong là Tổng thống Trump sẽ trở lại. Là vì sao? Nếu mà để cho cái tình trạng này nó cứ kéo dài hoài, Trung Cộng nó sẽ không ngồi yên một chỗ như vậy. Nó sẽ như một con mãnh hổ bắt đầu đi là tàn phá tất cả mọi nơi. Và rồi sau này thì sao? Chúng ta không thể nào. Dĩ nhiên là Trung Cộng bây giờ đang dương dương tự đắc và huynh hoang lắm. Nó ngồi ở bên Alaska, đang họp ở bên nước Mỹ này. Người ta nói là chính bọn nó là đem chuông đi đấm sứ người, mà nó thắng nó mình.
trong khi phái đoàn của nước Mỹ ở Alaska là trong cái địa phận của nước Mỹ mà lại chịu lép vế, nó đánh tại sân nhà mình như vậy, mà nó ngồi nó sỉ nhục như vậy mà vẫn ôm đầu máu đi về thôi, chẳng làm được gì hết, thì thử hỏi là nó còn coi ra gì nữa. Tập Cận Bình kỳ này là bọn Bắc Kinh bây giờ nó rất là hãnh diện sung sướng, tại nó thấy thực lực nước Mỹ bây giờ quả thật là không có gì hết, không làm được gì hết. Chúng ta không phải là bi quan gì đâu, nhưng mà có điều có nhiều người họ nói rằng họ rất là họ không có muốn nghĩ tới thời sự, cũng chẳng muốn nghĩ tới cái gì kể từ khi Tổng thống Trump không còn làm Tổng thống. Họ chán rồi, họ sống họ buông xuôi, coi như nín thở qua sông rồi, có nghĩa là ai sao thì họ vậy. Nhưng mà Phương Thanh thì lại nghĩ khác, tại vì đồng ý là mình không làm được gì, mình vẫn tuân thủ theo luật pháp của quốc gia, nhưng mà mình vẫn hy vọng và mình vẫn chờ đợi có một phép màu nào đó, hoặc là có một vị mình sẵn có rồi đó, nhưng mà mình chỉ mong là đúng thời cơ. Và quý vị biết là các trang mạng xã hội sắp tới này sẽ giúp cho chúng ta gần Tổng thống hơn và biết được nhiều hơn, và để cho cái bọn Big Tech này nó biết rằng nó đừng có cái kiểu mà nó bóp nghẹt tiếng nói của người dân, cũng như bóp nghẹt tiếng nói của một tổng thống, nó còn tệ hại hơn cả các nước cộng sản và các nước độc tài nữa. Chưa bao giờ thấy như vậy, ăn hiếp một vị tổng thống vì dân vì nước thì nó tội lỗi kinh lắm. Cho nên tụi nó chưa biết nhân quả là gì, cho nên mình cứ chờ đợi thôi. Và quý vị cũng biết có nhiều người họ nói họ tại sao tổng thống thế này tổng thống thế kia, nhưng mà quý vị thử nghĩ coi, nếu mà 4 năm bây giờ tổng thống Trump mà đắc cử tiếp thêm 4 năm nữa, hoặc là thêm 4 năm nữa, chẳng là 8 năm nữa đi, cũng không làm gì được nước Mỹ này, tại vì lòng dân lúc đó họ chưa thức tỉnh, họ chưa sáng mắt ra. Cho nên tổng thống chỉ cần rút lui, tức là chỉ cần lui ở bóng tối có 2 tháng trời này, bây giờ mình đón khoảng 2 tháng thôi, thì đất nước này đã rất là nhiều người đã vỡ mặt hết rồi, xanh mặt hết rồi. Họ đã nhận thức ra ngay lập tức bộ mặt thật của Đảng Dân Chủ. Lúc trước mình nói đời nào họ nghe, 75 triệu dân ủng hộ Tổng thống Trump thì chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà còn một nửa dân số Mỹ nữa, còn một nửa nước đó thì sao? Làm sao mà có thể tất cả mọi chuyện đều phải lòng dân phải là về cùng một mối, thì may ra ủng hộ Tổng thống Trump thì mới vượt qua được cái đó. Còn nếu không, cứ một Tổng thống Trump dù có nghĩa là cố gắng cách mấy, làm gì chăng nữa cũng bị tụi nó phá đám, và những cái bọn bán nước đó nó sẵn sàng, nó nghe lời. Tại quý vị biết tụi nó có một cái phương tiện quá là hữu hiệu, đó là tiền, nó quá nhiều tiền. Nó mua chuộc những cái người mà ăn xổi ở thì không có nghĩ tới tương lai con cháu của đất nước này, cho nên nó cứ bán nước đi. Rồi như quý vị thấy mẹ phù thủy đó, mụ phù thủy già rồi, 80 tuổi rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn gian ác và vẫn còn làm toàn những chuyện hại dân hại nước thôi, thì chúng ta làm sao có thể nói được. Cho nên đồng tiền nó phải là có sức mạnh vạn năng để mà có thể làm thay đổi bất cứ chuyện gì. Chúng ta đành cầu nguyện và chúng ta hy vọng một ngày rất gần đây Tổng thống Trump sẽ có nhiều tin tức mới lạ cho chúng ta, và chúng ta sẽ có nhiều hy vọng lắm, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình đã phải chấm dứt rồi. Phương Thanh mời quý vị bấm một nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an, và xin kính chào tạm biệt.